chúc mình đang sửa lò đi mua gì mà đi sửa lò cái năm nhà ấy lò không ai Good morning from Pignal. We stopped here to have breakfast. I have Cambodian traditional noodle, which is noodle with Khmer soup. Very healthy one. Here's our group here, five of us, on the way to Koh Kong. So we stopped here to have breakfast. Let me try this beautiful food. I like noodle very much. Every time I would eat noodle for my breakfast. So I try this picnic noodle. Nam Minh Chok Khmer. We also have noodle. Nhi anh cái nhi bài à bài này tôi đó chăm là lại cái chữ Việt Nam nhiều lắm Việt Nam nhiều lắm ai được sofa rồi dân chặt rẻ dân bên đây Việt Nam mình là con lãi á bên đây dùng máy chu lãi rồi ແລະນາຍມີເປດຕະເນນົມລາງມາຕໍ່ຕຶກນີ້ເລີຍຈັ່ງຫ້າຍຫມອງອ້າຍຈະເບິ່ງອາແຄ່ຕິດຈັ່ງມັນຕຶກບາດມາອັນແລ້ວແຈ່ດອບດອບຫມອງອ້າຍອ້າຍຕື້ຫມອງອ້າຍຕີ້ຈັ່ງມັນບໍ່ຈະຊຸບຍັງຫນູຖ້າລານຈະອີດເດມີອີ່ຈີ້ເຫີໂອເຄໂອເຄຈັ່ງມັນບໍ່ຈັ່ງຊຸບນີ້ແນ່ຫນູຕັກນະ vì thời trang ban cây chúa bông mình nào khi giờ tôi cũng tục trang ban cây chúa vì miền cây chúa bắt rồi nè chúa chiên cây chúa chiên nhưng mà cái tiệt là pi phoan anh ấy bị Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ទូចដែរthơm nữa đó